khi nhân danh đấu tranh dân chủ để cổ vũ vi phạm giao thông. Lâu nay, các nhà chống cộng vẫn thường tuyên bố rằng họ chỉ đấu tranh chống tham nhũng hoặc đấu tranh để pháp luật được thực thi. Tuy nhiên, trong những trường hợp cụ thể, người ta sẽ thấy giới chống cộng không hề cổ vũ việc tuân thủ pháp luật Việt Nam, kể cả những điều luật bảo vệ sự an toàn của người dân thay vì bảo vệ an ninh chính trị. Điều này thể hiện rõ trong những bài đăng của họ nhằm mô tả những va chạm giữa người dân và cảnh sát giao thông. Trong hầu hết các trường hợp, họ miệt thị cảnh sát giao thông không phải vì đương sự làm sai, mà chỉ vì đương sự là cảnh sát, là người của chế độ. Và song song với lối phân biệt đối xử dựa trên tinh thần phe phái đó, họ sẵn sàng cổ vũ mọi hành động vi phạm pháp luật, miễn là hành động đó qua mặt được cảnh sát giao thông. Ta có thể thấy điều này ở hai bài đăng trên fanpage của Việt Tân hôm 5 tháng 2 năm 2024. Trong bài thứ nhất, Việt Tân đăng tải một bức ảnh chụp ven đoạn đường về miền Tây đi ngang khúc cua Bình Chánh. Ảnh thể hiện một tấm biển gỗ đặt trên vỉa hè có dòng chữ "Cảnh sát giao thông ở trước, bà con cẩn thận". Trong phần caption, Việt Tân khen rằng người viết tấm biển này đã có công đức vô lượng khi giúp nhiều đồng bào của mình thoát khỏi cảnh sát giao thông. Dường như trong mắt Việt Tân, việc dung dưỡng hành vi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông là đáng khen, là thể hiện tình nghĩa đồng bào vì nó giúp người vi phạm không bị cảnh sát giao thông bắt gặp, bắt nộp tiền. Nhưng nếu trong những người dân thoát khỏi cảnh sát giao thông nhờ tấm biển vừa nêu, có một người gây tai nạn chết người vì lái xe khi uống rượu, chở quá tải, không lắp gương chiếu hậu hoặc không có bằng lái xe thì sao nhỉ? Hoặc nếu một người trong số đó trở thành nạn nhân xấu số trong một vụ tai nạn vì không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông? Khi đó, Việt Tân có chịu trách nhiệm được với thân nhân của những người bị tai nạn hay không? Hay họ sẽ tuyên truyền rằng sự tắc trách của công an là lý do khiến tai nạn giao thông tăng vào dịp giáp Tết? Trong một bài đăng khác vào cùng ngày, thành viên Việt Tân Võ Hồng Ly chê trách cảnh sát giao thông vì đã đo chiều cao của một xe tải chở hoa cúc. Cái cớ mà Ly đưa ra để biện minh cho tài xế rất đậm mùi dân túy. Tài xế chỉ muốn một cái Tết đủ đầy thôi. Vậy nếu xe tải đó chở hàng quá chiều cao cho phép, khiến các chậu cúc rơi vỡ khi quệt vào gầm cầu, gây tai nạn cho những người đi xe máy phía sau, thì Ly đền được cái Tết đủ đầy cho bao nhiêu người? Và trong một nền kinh tế mà nông dân trồng hoa, đại lý tiêu thụ hoa và tài xế vận chuyển hoa là ba bên tách biệt, cái Tết đủ đầy của nông dân liên quan gì đến lỗi của tài xế? Nhìn vào thực tế này, ta sẽ thấy Võ Hồng Ly đã sử dụng một luận điệu tuyên truyền dập khuôn, xém xúa, chỉ cốt mị dân chứ không giúp ai hiểu thêm về tình hình xã hội. Lối tuyên truyền này của Việt Tân cũng khiến những lời hô hào xây dựng chế độ pháp quyền của họ trở nên rỗng nghĩa, vì họ không hề ý thức rằng pháp luật cần được tuân thủ ở mức độ ngang nhau trong mọi tình huống và bởi mọi người. Dường như trong mắt họ, ngày Tết thì nên nhắm mắt cho qua các vi phạm của nhau và mọi vi phạm chống lại cảnh sát giao thông đều là tốt. Thái độ thiên vị này của Việt Tân cũng chi phối lối ứng xử của họ trong nhiều trường hợp khác. Trong khi Việt Tân chống lại mọi nỗ lực xử phạt dù cho đúng pháp luật của cảnh sát Việt Nam, thì họ lại nhắm mắt làm ngơ trước mọi vụ lạm quyền gây chết người của cảnh sát Mỹ. Mấy năm nay, mỗi lần người dân Mỹ xuống đường để phản đối những hành vi phân biệt chủng tộc và vi phạm nhân quyền của cảnh sát Mỹ, các thành viên Việt Tân ở Mỹ đều ngậm miệng làm ngơ. Việt Tân không hành động vì nhân quyền hay pháp quyền, họ hành động để trả thù chế độ và tìm kiếm sự thăng tiến trong guồng máy quyền lực của phương Tây. Đó là lý do khiến hành động của họ luôn mang tính thiên vị và thù địch.